Các bác nào trải nghiệm khu tắm Cồn Đen thì là hôm nay là người ta đúng là ngày đầu tiên khai trương nhá. Ở đây là nó lông lắm các bác ạ. Bãi biển kiểu gì mà nó lông lắm, nó chỉ đến đầu gối này thôi. Đoàn kinh tôi vừa thay quần xong nhá. Vừa thay quần nó ra. Giờ di chuyển lên địa điểm trên kia thôi. Bây giờ là 5 giờ rồi. 6 rưỡi rồi. À 6 rưỡi rồi. Chỗ thầy còn rất an toàn. Thì không mang dép thì thấy nguy hiểm chưa? Bây giờ lại hành trình qua cái cầu 800m nhé các bác nhé. Vâng, xin chào tất cả bà con. Đoàn chúng tôi nay đi tắm biển đây. Và hôm nay chúng tôi đi biển Cồn Đen thuộc tỉnh Thái Bình. Và đoàn chúng tôi sẽ xuất phát từ Ninh Giang. Và hôm nay là đi xe máy thôi. Thì mình đi từ Ninh Giang đi qua cầu Chanh đi xong đi sang đất Hải Phòng. Cồn Đen bắt đầu là khai trương khai mạc của cái buổi đầu tiên của năm 2023. Đi trước hết là tham quan vãng cảnh này, xong là chiêm ngưỡng để tắm ở biển Cồn Đen. Cái đồ sơn thì cũng đi rồi. Hôm nay mình chuyển đi hướng khác. Thế thì bà con cũng có ai mà thích đi biển thì cùng đi với đoàn chúng tôi nhé, để mình được ngắm cái sóng của Cồn Đen nhé, xem là nước ở trong nó đẹp như thế nào. Bắt đầu đến là Cồn Đen rồi. Bắp phải gửi xe máy. Thắng vui vẻ đi. Xin giới thiệu mọi người nha, đoàn chúng tôi đã đến Cồn Đen của tỉnh Thái Bình. Bây giờ bắt đầu mua vé. Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay đoàn chúng tôi đã đến bãi biển Cồn Đen Thái Bình. Hôm nay là bắt đầu khai mạc bãi biển lần đầu tiên. Tức là bà con bây giờ đến tắm đông lắm, rất là đông ạ. Lần đầu tiên là đến bãi Cồn Đen mình của Thái Bình. À nhưng mà chốc đêm nay là có văn nghệ cơ mà. Và kênh khí cầu để biểu tượng cho hôm lễ khai mạc. Đây là chốc của anh vào đây ngồi là mấy trăm nghìn một vé đấy. Tôm, ai cũng bà. Đây là biểu tượng của tôm. Ông Thắng có một đây là biểu tượng bà này không đúng à? Có bà, có cái nhà sàn ở chỗ cầu lâu kìa. Cồn Đen nhá. Hả? À? 60.000 một vé vào đây là cũng xứng đáng rồi. Đây, đây, bác nào có biểu tượng có đứng chụp tôm mảnh thì vào đây. Tôm biển. Ôi nhưng mà đây là gì mà tắm được? Bây giờ át ra sân khấu mà cái kìa. Đây là cái sân khấu chuẩn bị cho đêm khai mạc ấy các bác ạ. Đây là khai mạc này. Các cái nhà hàng phục vụ luôn đấy còn gì, hải sản tươi sống.
bụng đấy. Bây giờ phải đi qua cái cầu kia này các bác này. Đấy, giờ phải qua cầu đấy. Đây là cầu Biển Đông. Ở đây đi luôn. Đây. Nước hôm nay thì hơi đục một chút nhưng mà hả? Ra ngoài kia trong như nước mưa nhá. Bắt đầu quân ta qua cầu nhá. Đi cẩn thận, dây thép ở đâm đấy. Cái cầu này sau này người ta không làm tạm thì sao chứ, là nó không cẩn thận lắm các bác ạ. Trông nó còn nguy hiểm lắm, dây thép này trước này nó. Vui lòng quý khách bắt được ngao không được mang về. Chắc ở đây nó nắm ngao sao mà họ bảo là quý khách không được bắt ngao mang về. Quay đây. Sao cái cầu này không làm to ra tí nữa. Cái này là cái chiều dài của cái cầu nó gần cây số rồi còn gì nữa. Đi mãi mới được đoạn này các bác này. Toàn hành trình của đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên một cái con cầu bằng tre nhé. Cái này chính là làm ghép tấm đan thì đẹp nhỉ. Đó, bê tông. Vâng, bà con ơi, dưới biển này là người ta nuôi ngao chứ. Đây có cái biển ghi là bà con bắt ngao không được mang về. Đây này, bác biển đây này. Đấy, đây này. Mình bắt ngao là mình chỉ để chơi cho nó thích thôi. Lời thắm ạ. Nhưng mà nay sóng là sao nó lại to gớm chết thế này. Cái cầu này đi rất là khó khăn nha các bác nhé. Bởi vì nó cứ có cái thanh ngang cái này. Còn dây thép là lấm sớm. Cái nhắm vấp một phát là có lộn đi ba vòng. Trải nghiệm cái gì trong khu phi đấy. Mãi mới tí được chỗ thoáng thoáng tí này các bác này. Đây là ra tận hết, chuẩn bị là hết biển rồi. À, chuẩn bị là hết cái cầu này rồi. Nó khoảng 800 mét. Đến chỗ xuống chưa? Đây nhá, chỗ này thôi. Thế thì bỏ thắng xuống thôi, thế thì mình xuống, bỏ thắng trên bờ trong đò mình xuống. Xa ra, xa ra để mép đỏ anh à.
trông thế thôi, nó cát ở dưới nó phẳng lừ các bác ạ. Dễ đi lắm, trông thì cứ kinh thôi nhưng mà nó dưới nó phẳng lừ. Thử bốc cát thì sơn màu gì nè. Bốc cát thì sơn màu gì nhá. À, đây là đúng là cát đen nhá, thì người ta gọi là bãi Cồn Đen là đúng rồi. À. Đẹp chưa? Thế này thì đầu tiên này lặn làm sao được? Lông như này thôi sao? À đây là nó lông lắm các bác ạ. Bãi biển kiểu gì mà nó lông lắm, nó chỉ đến đầu gối này thôi. À. À. Đấy, cái cầu nhìn lui lại nhá. Lông à? Ôi sợ thì cái chỗ này nó lông tiền kẹt rồi. Ôi trời, dần dần nó lông lên. Lông lắm. Các bác nào trải nghiệm khu tắm Cồn Đen thì là hôm nay là người ta đúng là ngày đầu tiên khai trương nhá. Một, hai, ba. Ok rồi. Hả? À. Ngao đó. Ngao nó không cho bắt về đâu. Các bác cái ngao này, đâu nó đây là nó có những cái con này thôi chứ không phải ngao này. Đây. Ô này, này. Này ngao này các bác này. Người ta không cho lấy nhá. Không cho lấy. Ờ nè, nhảy đi bắt đầu. Nhảy ra bắt đầu. Chú đầu nhá. Một, hai, ba. Ui, nhảy cao lên đi đi. Nhảy cao lên. Một, hai, ba. Trải nghiệm cái này nó chỉ là đi mang tinh chất đi lô thôi các bác. Chứ tắm biển thì nó lông lắm. Nó chỉ đến đầu gối thôi nhá. Đây nè. Cái người ta đi các bác thì nó chỉ đến đầu gối thôi. Rất là lông mà dưới là cát phẳng lừ. Đây hôm nay là rất có sóng này. Ui trời. À, nước hôm nay cũng là đẹp đấy chứ không phải là bẩn lắm. Ơi. Nào. Cầu đó biết nhảy cao, biết phải biết nhảy cao lên cơ. Hay làm bài dân vũ ở đấy. Hả? Bảo hay làm bài dân vũ ở đấy. 2 3 lông thế này thì sợ gì, có sóng to cũng không sợ. Những con sóng bạc đầu. Ôi dài, ôi dài, ôi dài. Dài quá rồi.
ra đây biển càng ra xa càng sóng các bác nhá. Đây là hai cô gái ở quê các bác nhá. Hai cô gái ở quê ra tắm biển nhá. Ui giời, sóng đánh kinh. Càng ngày sóng càng to. Bắt đầu nhá, săn con sóng rồi nhá các bác nhá. Săn con sóng rồi nhá. Điện thoại này quay cả trên nước được mà. Giờ sóng nó càng ngày càng mạnh. Giờ sóng đánh mạnh thật. Ôi bạn nước. Bạn nước khi nhảy lên đi được cào cào. Ôi giời, cái xí gió này, bên kia thì ra cái gì? Đoàn kinh tôi vừa thay quần xong nhá. Vừa thay quần được giờ. Giờ di chuyển lên địa điểm trên kia thôi. Bây giờ là 5 giờ rồi. 6 rưỡi rồi. À 6 rưỡi rồi. Làm chúng tôi nó tắm tắm xong là thành công tốt đẹp. Chỗ thay quần rất an toàn. Bắt đầu về kia chiếm. Đây. Bây giờ hơn 6 giờ rồi. Không mang dép thì thấy nguy hiểm chưa? Bây giờ lại hành trình qua cái cầu 800 mét nhé các bác nhé.
kéo một cái vòi nước ngọt ở đây còn nó đẹp đấy. Để đồ thay đồ đó, xong là mỗi lần thay đồ các thứ 20.000 chẳng hạn thế. Giờ mới là gái đẹp mới đến đấy. Hành trình qua cái con cầu này cũng phức tạp đấy. Đi cái đi đó. Chuẩn bị đã lên đèn tối rồi các bác ơi. Cái cầu này nó khoảng 800 mét. Đúng nào? Nhầm rồi. Gặp cái gì đây, diễn viên gì? Không phải diễn viên. Sao thì nhìn cảm giác như nào? Nước trong mát sạch sẽ. Rất là thích. Bây giờ đoàn còn đi tìm nơi ăn uống đây. Vâng, mọi người ơi, bây giờ thì anh em đã tắm tắp xong rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ vào nhà hàng, không có cái gì thì mình ăn tạm cho đỡ đói. Xong rồi để đi ra xem ca nhạc, xong rồi mới về được. Đặc sản Thái Bình các bác ơi, đấy. Đặc sản Thái Bình đây. Đây nu nếp, nếp hai mình này ôi trời. Thank you.
Mình nhìn bà phát biểu hôm nay có vui không? Hôm nay vui lắm và thích lắm. Hôm nay thời tiết là mát, rất là thiên nhiên rất là ưu đãi cho bà con. Cho nên là mọi người rất là thông. Xin chào mọi người nhé. Chuyến đi của chúng tôi đến nơi thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ ra về. Xin chào mọi người.